một mẫu LV Monte Carlo. Con này thì lâu lắm rồi mới em mới gặp lại đấy. Tức là một mẫu LV Monte Carlo màu đen điển hình thôi. Có điều là nó có cái phần giải ở ở cái phần đai logo của hãng ấy, nó là màu vàng ánh kim rất là đẹp. Bác nào mặc quần đen rồi tóm lại là quần đen hoặc quần tối màu thì mang đôi này bao nổi bật luôn. Màu ánh kim này nó lên sáng lên dưới ánh đèn hoặc dưới ánh nắng thì lên màu rất là tuyệt vời. Đặc biệt đôi này size 41. Đấy, rất nhiều bác size 41 sẽ vừa chân đôi này. Giá cực mềm. Các bác xem tình trạng. Về tình trạng thì 99%. Đó, da rẻ, ngon lành, phần đế chưa bị mọt. Kèm với đó là tổng thể logo các kiểu vẫn đang rất đẹp. Màu vàng rất là đẹp luôn. Tiếp đến là một mẫu LV Monte Carlo, nhưng mà con này thì là mới tinh 100%. Và cái kiểu da này là da EP. Da EP em đã làm một video rất công phu để nói đầy đủ về cái kiểu da này. Ngoài kiểu da EP thì đôi này cũng có một cái rất quan trọng hơn, đó là size. Nó là size 39. Cái size rất hiếm để sở hữu một đôi Monte Carlo đẹp. Con này là mới tinh. Thì màu này dành cho các bác nào mà thích chơi chơi thì sẽ rất phù hợp. Nó hàng mới nên là cái tình trạng thì không phải bàn quá nhiều, nhưng mà vẫn quay kỹ cho các bác xem cái hiện trạng chi tiết. Tổng thể rất là đẹp. Cái da EP này được thuộc thảo mộc và làm màu rất là cẩn thận, nên các bác cảm giác đôi giày nó rất là ngon. Lúc mà cầm con này lên tay thì em không nghĩ là chúng ta sẽ dùng con này để đi vào chân. Nó giống một cái vật trang sức để ngắm thì hơn. Nó rất là đẹp, các bác cầm về mà xem, nó cực kỳ đẹp. Và giá thì cũng mềm nữa. Với những con Monte Carlo kiểu này mà hàng mới thì nó sẽ có giá 19-20 hàng như bình thường. Có điều ấy là con này thì sẽ được bán với giá rất hữu nghị, rất tốt. Bán nhanh cuối năm để còn về quê ăn Tết. Nên là em đang có giá rất tốt, nên các bác kết bạn Zalo, bấm đăng ký kênh kết bạn Zalo và nhắn tin cho em thì em sẽ tư vấn cho các bác size kỹ hơn. Con này mới tinh full box nha các bác, đầy đủ phụ kiện, túi hộp sổ các kiểu, màu rất tuyệt vời. Cho bác xem lúc mà nhìn xuống chân, góc nhìn từ trên xuống nó sẽ như nào. Đó, rất là đẹp. Cái form của Monte Carlo thì phê luôn. Đấy, ngon lành nha các bác. Màu này các bác mặc jean hoặc mặc tây ok luôn, mặc cả kaki nữa cũng đẹp. Ok ạ. Tiếp theo đó là một mẫu Gucci em đã nói ở vào video. Đây là mẫu giá tốt, tốt nhất trong video này, và gần như cũng tốt nhất trong những video gần đây. Mẫu này là mẫu Gucci Osbit size 42. Đây là mẫu Gucci phải gọi là bản khảo cổ luôn đấy, rất lâu rồi, mẫu Gucci rất lâu rồi, mà đế là đế bằng đế cao su, đi cực kỳ êm. Đế cao su được khâu vào phần the upper, khóa Osbit màu trắng bạc. Đấy. Mẫu này thì có lẽ là chúng ta không cần nói nhiều, nhìn cái là chúng ta biết cần phải mang nó như thế nào rồi. Mẫu kinh điển và cổ điển nhất trong cái nhà giày Gucci. Mẫu này dễ mang, phần mũi không quá nhọn và cũng không quá bè, không quá ngắn, khiến cho đôi chân chúng ta cảm nhận rất là vừa phải, ok. Đôi này size 42, bác nào chân 41 rưỡi bè, ok. Và đi cao su thì nó êm và đi nó đỡ bị chúng ta không phải dán đế đỡ, và giá tốt chưa đến 6 triệu cho một đôi mối Gucci long lanh như thế này. Giá tốt, bán nhanh, nên là bác nào cần chốt thì nhắn qua Zalo cho em nhé. Tình trạng rất ngon ạ. Tình trạng rất ngon. Và cuối cùng của ngày hôm nay chính là một mẫu Monte Carlo da bóng size 38. Đôi này size 38. Nó hơi màu như màu đỏ đô. Nó không hẳn là nâu và nó cũng không hẳn là đỏ. Màu khá là trung tính.
thì bác nào chân bé, con này thì bác nào chân bé kết bạn với em rồi em sẽ tư vấn. Con này giá cũng tốt thôi, mềm thôi. Bác nào chân 38 nhắn cho em nhé. Trên tay em là mẫu LV Major. Nhiều bác cứ bình luận, cứ hỏi là giá đâu, giá đâu. Thì các bác xem video, các bác chú ý giúp em ở trên góc trái màn hình em có để size và giá ở trên đó. Thì đôi này thì chúng ta gọi là đôi loafer Major, thì nó có cái màu khá là đặc biệt, hàng là mới tinh 100%, làm bằng của nhà LV chính hãng. Và đôi này thì em sẵn hai size, là một đôi là từ 40 đến 40 rưỡi và một đôi từ 41 đến 41 rưỡi. Hàng mới tinh, đầy đủ phụ kiện, màu xanh navy khá đẹp, phần viền dày được làm một lớp da rất là hay. Thì đôi này đang bán hàng mới tinh là qua qua em là 19 triệu 8. Còn các bác ra hãng mua mẫu này thì giá cực kỳ cao đấy. Đôi này thì có size 40 40 rưỡi, em thử xỏ thử chân, nhưng mà do là đôi này thì vừa chân em vừa đét luôn, nhưng mà do là không mang tất với lại không có dùng đọt gót nên là không vào mà cũng không muốn nút vào. Thì bác nào thích một đôi giày rất đẹp như thế này thì nhắn cho em nhé. Thứ hai là mẫu Monte Carlo. Các bác cũng đã biết về mẫu này quá nhiều rồi, nhưng mà đôi này là một đôi mới về và mới tinh và mới cứng. Kèm theo đó là nó là lớp LV da B nên là cái tổng thể đôi giày rất là ngon. Các bác có thể thấy em đăng hình ảnh của đôi này rồi, nhưng mà đây là quay cận cảnh, quay kỹ để các bác xem là một đôi giày huyền thoại của LV nó như thế nào. Thì đây là tổng thể. Các bác nhìn chú ý cái form giày của Monte Carlo thì nó rất là đặc trưng, rất điển hình. Đặc biệt là giày chính hãng của Monte Carlo thì nó có cái form rất điển hình. Các bác xem kỹ từng chi tiết thì đôi này là đôi màu đen bóng, có hai vạt cờ màu đỏ và xanh, rồi khóa bằng thép không gỉ màu trắng. Đôi này rất là cứng cáp và da rất là đẹp. Mẫu này là mẫu tiêu chuẩn, mẫu tiêu chuẩn của nhà LV, nó rất nổi tiếng. Và chúng ta mang Monte Carlo thì mang rất là dễ chịu, êm chân, được rất nhiều người sử dụng. Đó thì đôi mới tinh này có giá là 18 rưỡi. Với cái size của nó là các bác chân từ 39 đến 39 rưỡi 40 tùy form có thể vào được. Do là con này là size 6, nhưng mà size 6 nhưng mà cái form nó khá là ôm chân. Vì thế các bác mà chân 39 39 rưỡi nó ok luôn, đôi này luôn. Cái form ôm chân và cái mu giày nó thấp. Đó, đôi này mới tinh nên là các bác sẽ có được hộp túi đầy đủ. Đó. Một con giày size đẹp mà ngoại hình thì cũng đẹp luôn. Các bác nào cần một đôi giày mới nét này thì hay là cân nhắc em này. Em này là size size đẹp đấy, 39 39 rưỡi cho đến 40. Tiếp theo là chúng ta có một mẫu loafer. Mẫu này là có màu xanh đậm, và có thiết kế khá đẹp. Màu này thì chúng ta có thể là mang với quần 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 Âu màu đen bình thường hoặc các loại quần phổ biến. Mẫu này nó cũng mang đồ khá là dễ. Rồi đôi này thì cũng mới tinh, với những dòng đế này thì lúc các bác đi có thể cất nhắc là cái dán đế luôn. Đôi này là size 40 đến 40 rưỡi mẫu loafer. Các dòng mẫu loafer sẽ phù hợp hơn cho chúng ta mặc những bộ suit, những bộ đồ Âu, và nó cũng phù hợp với khá khá là các bác đứng tuổi rất là thích các mẫu này. Thì mẫu này chúng ta sử dụng bình thường và hàng ngày thì chúng ta dùng si không màu cho nó, rồi chúng ta dùng kem dưỡng của Saphir hàng Pháp là để dưỡng cho những đôi giày này. Nó không không quá cầu kỳ đâu. Nếu các bác cần vệ sinh làm mới sạch thì alo em sẽ có shipper vào lấy về vệ sinh cho các bác. Những đôi giày hàng hiệu rất là ngon lành, và tầm này thì hàng này là rất là đỉnh cao rồi đấy ạ. Tiếp theo, nếu các bác không thích đế cao thì các bác xem sẵn dòng đế bệt này.
Đây là mẫu LV Hockenheim Mocassin, những dòng đế bệt, đế driver. Đôi này size 40, 39,5 đến 40. Với lớp da bê điển hình, kèm theo đó là bộ đế âm. Tổng thể chi tiết rất ngon, không có gì phải bàn. Những đôi giày như thế này thì các bác có thể mang đi hàng ngày ok hơn, tại vì nó mang rất là dễ chịu. Là đôi này thì cũng là mới tinh nhé các bác, mới tinh luôn, hàng order mới tinh, giá rất đẹp. Các mẫu Hockenheim nếu mà chúng ta mua qua hãng thì mua qua store thì giá trên 22 hay 3 là bình thường. Còn nếu các bác mua qua này thì giá sẽ tiết kiệm rất nhiều. Đó là hàng mới, còn chúng ta có một đôi hàng lướt. Đôi này là mẫu Penny Loafer. Penny Loafer là mẫu giày rất là đặc biệt. Nó được nhiều người yêu thích tại vì cái độ thanh lịch của nó. Nó có một cái giải vắt ngang phần mu giày, ở đó nó khoét một cái lỗ mà nguyên thủy. Lỗ đó người ta thường cảm tưởng như bỏ lọt một cái đồng xu, nên người ta gọi nó là cái penny loafer, đã được phát minh ra khá là lâu rồi. Đôi giày này có lát giày thon gọn, nó là size 42, phù hợp cho bác nào chân 42 với chiều dài chân là từ 265 đến gần 270. Đôi này hàng lướt, mua mới đôi này đắt phết đấy, nhưng mà đôi này em bán hàng lướt giá 16,5 triệu như mới luôn, tình trạng 99%, đã được dán bảo vệ đế. Những đôi này thì mang lên chân đặc biệt đẹp, đã được dán bảo vệ topi đàng hoàng, và tình trạng còn cực kỳ ngon. Thì các bác kết bạn Zalo với em nhé, thì tầm này là gần Tết rồi, nên các bác kết bạn Zalo với em, chốt đôi nào thì em sẽ gửi đi cho kịp chúng ta nhận hàng trong Tết. Tiếp theo là mẫu LV Hockenheim. Mẫu này thì nó là mẫu da bọc bên ngoài là da canvas, nhưng mà nếu các bác nghĩ rằng da canvas thì nó sẽ bị không cứng form thì không đúng. Đây, có các bác cầm cái đôi này lên ấy, thì các bác sẽ thấy là cái form của nó rất là cứng cáp. Và thứ hai nữa là cái da vải canvas này, cái lớp bên ngoài là vải canvas này, nó giúp cho đôi giày là cảm giác như đôi giày nó khá là ấm áp và nó dễ chịu, cái form nó khá thoải mái. Những phần quan trọng như là phần viền giày hay lòng lót giày vẫn là được làm bằng da, nhưng mà tổng thể bên ngoài là vải canvas. Mẫu này là mới tinh 100%, size 41 đến 41,5. Phần gầm giày là được làm bằng da hết, chỗ này bền cần phải sự chống chịu va đập thì làm bằng da. Vải canvas phối với da rất đẹp, bộ khóa vàng. Mẫu này hàng mới tinh mà giá nó phải là cực kỳ tốt luôn, màu xanh. Đây là những mẫu mà rất là nổi bật. Chúng ta trở lại với mẫu da bê sần khóa vàng. Đôi này thì chắc là các bác cũng đã được thấy em giới thiệu nhiều rồi, nhưng mà bán vẫn chạy, vì thế là hàng vẫn về. Đôi này thì chúng ta có là size 41,5. Đôi này là size 41,5 đến 42, với tổng thể là da bê khóa vàng giặc cổ chính hãng của LV, kèm theo đó là bộ đế guốc. Những đôi này lúc chúng ta mua về thì dán đế thêm để cho đôi cái đế nó mang nó dễ chịu hơn. Phần lỏng lót gót các kiểu rất là đẹp. Thì đây cũng là một cái thiết kế điển hình mà người ta thích mua của LV, tại vì nhìn phát là biết hàng của LV. Cái khóa vàng giả cổ này rất là ít, không phải ít mà là gần như LV là thằng tiên phong, cũng như đến bây giờ nó có thể làm ra được cái mẫu khóa đấy. Mới tinh, size 43. Bên này sẽ chân bác nào chân 42,5 đến 43 là ok. Cũng là một mẫu thiết kế rất là phá cách của LV,
giúp cho đôi giày không giống như là một đôi giày bình thường nữa, mà giống như là một món dấu ấn thời trang khá là hay ho. Đôi này là size 8 rưỡi, dành cho bác nào chân 42, 42 rưỡi, mà 43 muốn mang chặt chân thì có thể 43. Với phần da bê viền quanh và lớp đường viền, một cái đường viền màu vàng rất nổi bật. Đôi này là 10 tinh. Thực ra em có đôi này, em có hai 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 đôi, một đôi 10 tinh và một đôi hàng lướt. Trên tay em là đôi 10 tinh, đôi này thì mới và giá nó sẽ có cứng hơn đôi lướt một chút, nhưng bác nào thích mua hàng line new em cũng có một đôi này luôn, mà em đã quay trên kênh rồi đó, em đã quay trên kênh cho các bác rồi, là đôi đó là hàng hàng line new, còn đôi này là hàng mới tinh, mang rất là đẹp luôn. Đôi này mang với quần jean thoải mái nha, quần jean hoặc quần kaki với những màu sáng như này mang rất ok. Tay em là mẫu Gucci loafer, mẫu vạt cờ tím đỏ khóa vàng. Đôi này thì lướt 99%. Đấy, nó có cái phần da cảm tưởng như là nó bị nhăn nhiều, nhưng mà cái dòng giày này nó đặc trưng là như thế. Cái da bê bằng upper này khá là mềm, và khi chúng ta mang vào chân thì nó căng căng chân, nó căng da, và những đôi giày này thì mang cực kỳ thoải mái luôn. Đặc biệt đôi này chúng ta có thể mang hai kiểu, là kiểu đạp gót, tức là chúng ta đạp gót nó vào giống như một chiếc sục ấy, như một đôi sục ấy. À, và chúng ta mang đi là không phải kéo lên, còn cần thiết chúng ta vẫn có thể kéo lên để mang giống như là một đôi giày loafer bình thường. À, đôi này thì size 39 đến 39 rưỡi, mũi thon dài, kiểu dáng khá đẹp. À, bác nào mà kiểu chân này thì nhắn cho em lấy đôi này về đi Tết là chuẩn bài luôn nha các bác, cực kỳ đẹp, hoa vàng rất nổi bật. À, những đôi này ngày Tết mang rất là hay ho đấy. Bác nào mà chân 39, 39 năm alo cho em nhé. Gucci đá dán bảo vệ Vibram chính hãng. Còn đây là LV, mẫu LV có lẽ là các bác bắt gặp người ta mang rất là nhiều ở ngoài đường đúng không ạ? Đây chính là mẫu LV được dập kẻ caro bằng da, và mẫu này thì mang rất là êm chân, nịnh chân. À, kèm theo đó là cái dấu ấn thương hiệu khá là dễ nhận biết. À, có những đôi LV hay là những đôi Gucci hay những đôi hàng hiệu người ta gọi là tắc ẩn, tức là nhìn bên ngoài đôi giày không thể phân biệt được giày của hãng nào. À, và nhiều người lại chọn tắc ẩn, còn những đôi giày LV như thế này thì nhìn qua là biết luôn hàng LV, có cái logo cùng với đó là kiểu da đặc trưng đó, vì thế nên là đôi này cũng khéo léo khoe thương hiệu khá tốt. Thứ hai nữa là làm sao để phân biệt được đôi này hàng chính hãng và đôi này hàng fake, hàng người ta bán đầy thị trường 2-3 triệu hay là hơn 1 triệu, thì đa phần là với những bác đã mua hàng hiệu rồi cũng sẽ có những cộng đồng chơi, và vì thế ở trong cộng đồng đó thì các bác sẽ nhìn qua là biết đôi giày nào là đôi giày hàng hiệu, mang lâu ngày cái form nó vẫn tốt, và nó sẽ không bị mất cái form của đôi giày đi, thì đó là lợi thế và cũng như là những điểm mạnh của hàng hiệu chính hãng. Thì bác nào thích một đôi LV Mocha này giá tốt, giá mềm, nhắn cho em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ có là màu màu xanh, màu LV Mocha Hockenheim màu xanh. Thì màu xanh này là nó bằng da của đôi này là da EP, đôi này là mới tinh luôn. Mới tinh luôn, rất hiếm đôi giày LV mới tinh nào mà giá lại tốt như thế này. Da EP, da EP được thuộc thảo mộc, và nó có cái phần da upper cũng như toàn thân giày là được dập vân EP đặc trưng, nên là lúc chúng ta bước thì chúng ta sẽ lúc đôi giày trải qua quá trình sử dụng thì các cái nếp nhăn của nó sẽ được hạn chế khá nhiều, và vì thế đôi giày giữ được cái vẻ đẹp lâu hơn. Kèm theo đó là những đường gân nó sẽ giúp cho đôi giày là giữ cái form tốt hơn, giữ form tốt hơn. Tại sao những đôi giày hàng hiệu cái form nó giữ tốt hơn những đôi giày khác? Cái đó là rất quan trọng của một đôi giày. Trong quá trình chúng ta sử dụng một thời gian, những đôi giày mà chất lượng thấp ấy, nó sẽ bị mất form, bị ọp ẹp, bị siêu vẹo các kiểu. Nhưng những đôi giày giá trị cao, chất lượng cao thì nó vẫn giữ được cái form điển hình của đôi giày.
và nó giúp cho đôi giày đẹp được lâu hơn. À, giá trị thẩm mỹ và giá trị sử dụng nó phải song hành như thế. Một đôi giày đẹp mà dùng nhanh hỏng thì cũng không 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 qua không không hay, mà dùng mặc dù một đôi giày nó bền bền nhưng mà lại không đẹp thì cũng không hay. Rất may là những hàng hiệu này chúng ta lại có cả hai, vừa đẹp lại vừa chất lượng. Ví dụ như một cặp LV Hockenheim này chẳng hạn, tay em là đôi màu đỏ, năm này là năm rồng. À, bước sang năm này là năm rồng rồi thì làm đôi giày màu đỏ này cho nó chiến, và được làm bằng lớp da rất là đặc biệt, lòng lót cũng đỏ luôn nha các bác, Louis Vuitton. À, kiểu dáng Hockenheim giống như như hai đôi lúc nãy. À, và đôi này là mới tinh, các kiểu da này rất tuyệt vời, nó sẽ giữ cái bề mặt da đẹp được rất là lâu. À, có khóa kim loại, đôi này thì size 41 đến 41.5, giá bán là 16,8 triệu. Bác nào thích chân 41, 45, thích mang một đôi giày này thì mang cho các loại đồ đạc thoải mái, quần jean, quần kaki hay quần đen đều ok, không có bị kỵ cái gì cả, các bác mang rất là đẹp, mang tất lười, rất là ok luôn. Thì màu màu đỏ này là size 41, 41.5 nha các bác. Thì bây giờ em sẽ cho bác xem đôi màu xanh. Chi tiết rất là ngon. Màu xanh này thì size 42. Đó. Màu xanh này là size từ 41 rưỡi đến 42, nó to hơn cái đôi lúc nãy là nửa size. To lên đôi lúc nãy là nửa size. Và cái mẫu Hockenheim đa phần là nó sẽ ôm nửa size, nên là các bác mua giày thì chú ý, ví dụ như trong giày ghi size 8 thì nó sẽ vừa chân là 41.5 đến 42, còn trong giày ghi size 6 bình thường là 40 chẳng hạn thì Hockenheim sẽ vừa chân là 395 đến 40. Da cũng rất là đẹp, kiểu dáng rất là đẹp luôn. Các cái cao su, đinh giày cao su ok, rất là bền, để cái lòng lót quá đẹp luôn. Những kiểu màu như thế này rất là ít gặp, rất là hiếm, nó hiếm hơn hẳn những mẫu giày da bê hay là những mẫu giày da trơn bình thường. Đây là những kiểu giày mang chơi chơi. Ok các bác, hàng rất là chất lượng, vẫn là 16,8 nha các bác. Và chốt ngày hôm nay thì là một mẫu LV Monte Carlo size 41.5, màu màu như là màu màu xanh ngọc. Đấy, đôi này cũng lướt đẹp, rất là đẹp, 99%, và giá là 11,8 triệu. Bác nào chân 41.5 thì có thể inbox cho em nhé. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.